Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, thua đau, huấn luyện viên Nishino ra yêu cầu mới sau trận thua của U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Akira Nishino cho rằng U23 Thái Lan cần thêm một trận giao hữu nữa trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Một ngày sau khi U23 Thái Lan nhận thất bại trước U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số tối thiểu là 0-1, các cầu thủ trẻ voi chiến đã nhanh chóng trở lại tập luyện trong sáng ngày 4 tháng 1. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Akira Nishino đã chia sẻ ý kiến của mình khi muốn thay đổi kế hoạch chuẩn bị của cả đội. Huấn luyện viên Akira Nishino chia sẻ với truyền thông địa phương Chúng tôi cần thêm một trận đấu giao hữu nữa để cải thiện những vấn đề còn tồn tại. Trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ quen hơn về chiến thuật, tôi cũng muốn họ có cơ hội trở nên gắn kết hơn trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên Akira Nishino cũng tiết lộ một số thông tin về trận giao hữu với U23 Ả Rập Xê Út. Theo yêu cầu của ban huấn luyện hai đội, trận đấu sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của các cơ quan báo chí truyền thông, cả hai đều muốn thử nghiệm đội hình và không bị đối phương thăm dò phương án chiến thuật. Ông Nishino nói, tôi đã cho tất cả các cầu thủ có cơ hội thể hiện mình trong trận đấu tập với U23 Ả Rập Xê Út. Về cơ bản, họ đều đáp ứng tương đối tốt chiến thuật mà tôi đề ra. Trong tương lai, họ vẫn phải cải thiện nhiều hơn nữa. Về tình hình nhân sự, U23 Thái Lan tiếp tục gặp tổn thất khi Efan Dolot nhiều khả năng sẽ phải chia tay đội tuyển vì đã gặp phải một chấn thương nặng. Trước đó, 5 cầu thủ khác cũng phải về câu lạc bộ vì lý do tương tự. Huấn luyện viên người Nhật Bản chia sẻ, Đồ lốt đã được cho đi chụp MRI để kiểm tra, các bác sĩ sẽ sớm có kết luận. Dù sao chúng tôi vẫn có quyền thay đổi nhân sự 6 tiếng trước khi bắt đầu thi đấu trận mở màn. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain. Thầy chó huấn luyện viên Akira Nishino sẽ có trận gia quân gặp U23 Bahrain, đội vừa đánh bại U23 Việt Nam vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 8 tháng 1 sắp tới. Tiếp tục liên quan đến thông tin về U23 Thái Lan, huấn luyện viên Thái tự tin thủ môn U23 Thái Lan thì lại phát biểu ngược lại trước giải U23 châu Á. Trong khi huấn luyện viên Akira Nishino của tuyển Thái Lan phát biểu đầy tự tin về tương lai đi sâu vào vòng chung kết U23 châu Á, thì thủ môn của U23 Thái Lan lại thừa nhận Thái Lan là đội tuyển yếu nhất bảng. Nằm ở bảng A với 3 đội mạnh là U23 Iraq, Australia và Bahrain, trong khi huấn luyện viên U23 Thái Lan vẫn phát biểu tự tin trước thềm giải U23 châu Á thì thủ môn Korafat Narichan của U23 Thái Lan lại có phần trả lời phỏng vấn gây chú ý với truyền thông trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên tờ Comchat Luek, thủ môn U23 Thái Lan thừa nhận về năng lực của đội tuyển. So với những đội bóng như U23 Iraq, Australia và Bahrain, chúng tôi thừa nhận yếu hơn, đặc biệt là về thể hình. Điều này buộc chúng tôi phải biết hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, người chấn giữ khung thành của U23 Thái Lan cũng khẳng định Thái Lan là đội cửa dưới không có nghĩa là chúng tôi không thể đánh bại các đội còn lại. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi cần cố gắng để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Hy vọng người hâm mộ luôn dõi theo và ủng hộ chúng tôi. Kể từ khi huấn luyện viên Akira Nishino đang cầm quân, tuyển bóng đá Thái Lan chưa có được danh hiệu nào. Đội tuyển quốc gia voi chiến hiện xếp thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, trong khi U22 Thái Lan dừng bước tại vòng bảng SEA Games 30 và không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng xin được chuyển sang một thông tin khác, Kiatisak có thể thay huấn luyện viên Nishino dẫn dắt tuyển Thái Lan. Truyền thông Thái Lan đưa tin, huấn luyện viên Kiatisak có thể quay lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nếu ông Gorawi Makudi trở thành chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này. SMM Sport đưa tin, Gorawi cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan chuẩn bị trở lại tranh cử chức chủ tịch một lần nữa vào ngày 12 tháng 2, cùng với chính sách cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia Thái Lan bằng cách đưa Kiatisak trở lại dẫn dắt đội tuyển. Truyền thông Thái Lan đưa tin Liên đoàn bóng đá nước này sẽ tổ chức bầu cử ngày 12 tháng 2 khi ông Somiot Muong hết nhiệm kỳ 4 năm. Ngoài ông Somiot, sự trở lại của cựu chủ tịch Gurawi cũng thu hút sự chú ý. The Tiger cho biết thêm, sau khi hoàn thành việc bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá trong tháng 2, vấn đề nổi bật khác là Kiatisak có thể trở lại. Chính sách của cựu chủ tịch Gurawi sau khi trở lại cùng Kiatisak giúp bóng đá Thái Lan tạo ra sự vĩ đại. Ông Korrawee từng nắm chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan trong giai đoạn 2008 đến 2015 và là thành viên Ủy ban điều hành FIFA. Tuy nhiên ông dính líu đến bê bối bán phiếu bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022 và phải rút lui sau đó. Dù vậy ông kháng cáo thành công tại Tòa án thể thao quốc tế. Huấn luyện viên Akira Nishino đang dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Thái Lan nhưng chưa có được danh hiệu nào. Đội tuyển quốc gia voi chiến hiện xếp thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, trong khi U22 Thái Lan dừng bước tại vòng bảng SEA Games 30 và không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Yiati Sak từng dẫn dắt tuyển Thái Lan trong khoảng 4 năm và giúp voi chiến gặt hái nhiều thành công. Ông từng cùng tuyển Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup 2014, 2016 và hai tấm huy chương vàng sea games 2015-2017. Xin được chuyển sang một thông tin khác u23 UAE đối thủ sừng sỏ nhất của u23 Việt Nam có gì đặc biệt u23 UAE chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu nhưng khách quan mà nói u23 Việt Nam bây giờ không ngán họ dẫu sao thầy trò Park Hang Seo vẫn phải tập trung tối đa để bung sức tranh tài với u23 UAE tại trận gia quân bảng D vòng chung kết u23 châu Á 2020 huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm. Huấn luyện viên Maxey Koza của U23 UAE hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường. Ông Koza theo nghiệp huấn luyện rất sớm. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp Đại học Giáo dục Thể chất Ba Lan, ông đã tham gia vào công tác chỉ đạo sân cỏ. Năm 36 tuổi, nhà cầm quân này có lần đầu tiên vô địch giải vô địch quốc gia Ba Lan cùng với câu lạc bộ Wisla Krakow và trở thành một trong những huấn luyện viên trẻ tuổi nhất giành chức vô địch của giải bóng đá nước này. Một trong những dấu ấn hiển hách nhất sự nghiệp của huấn luyện viên Maxi là chiến thắng trước Barcelona của Pep Guardiola tại vòng sơ loại thứ 3 UEFA Champions League mùa giải 2008-2009. Thời điểm đó, dù được đánh giá yếu hơn gã khổng lồ xứ Catalan rất nhiều, nhưng câu lạc bộ Wisla Krakow của huấn luyện viên Marcel đã tạo nên một cơn địa chấn với toàn châu Âu khi có chiến thắng quả cả 1-0 trước đội bóng hùng mạnh Barcelona. Trận đấu đó cũng là thất bại đầu tiên của Pep Guardiola tại đấu trường châu Âu cùng với câu lạc bộ này. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chính huấn luyện viên Pep Guardiola phải thừa nhận rằng đó là bài học quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Chắc chắn với tài mưu lược và bảng thành tích hoành tráng rất ấn tượng của mình, huấn luyện viên Koza sẽ biến U23 UAE trở thành một đối thủ không hề đơn giản với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Cầu thủ đáng chú ý Ngày 31 tháng 12 năm 2019, U23 UAE đã công bố danh sách tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo đó, huấn luyện viên Marcel Koza sẽ mang tới Thái Lan 27 cầu thủ để phòng trường hợp chấn thương trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trong danh sách vừa được công bố mới đây trên trang chủ của AFC, đội hình của U23 UAE mang đến Thái Lan có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Đáng chú ý có lẽ là tiền đạo 19 tuổi Ali Salet, cầu thủ được mệnh danh là Ronaldo UAE. Chân sút này là một trong những tài năng sáng giá nhất của đội bóng Tây Á. Ali Salet được đôn lên đội 1 của câu lạc bộ al Was khi mới chỉ 16 tuổi. Trong mùa giải 2019 vừa qua tại giải vô địch quốc gia UAE, Ali Salet ra sân tổng cộng 33 trận, đóng góp 10 bàn thắng cho câu lạc bộ. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của UAE năm 2019. Ngoài Ali Salet, trong tay huấn luyện viên cô gia còn có 5 tuyển thủ quốc gia gồm Mohamed Al-Samsi, Khalifa Al-Hamadi, Mohamed Ali Saker, Mohamed Al-Antas hay Zed Al-Ameri. Điều đặc biệt là 5 cầu thủ này đều có mặt ở trận đội tuyển UAE thua đội tuyển Việt Nam 0-1 tại lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sự chuẩn bị trước thềm giải đấu So với các đối thủ khác trong bảng như U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên hay U23 Jordan, U23 UAE không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên Marcel Koza chỉ có thể tập trung các cầu thủ sau ngày 2 tháng 1 vì các câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia UAE không chịu nhà người. Đội bóng Tây Á chỉ có hơn một tuần để tập luyện cũng như lắp ghép đội hình cho giải đấu sắp tới tại Thái Lan. Kể từ khi giành vé chính thức tới vòng chung kết năm nay, U23 UAE mới chỉ có một trận đấu giao hữu chất lượng với U21 Croatia. Tuy nhiên với thực lực của mình, U23 UAE vẫn sẽ được coi là đội bóng mạnh tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Phong độ và thành tích gần đây là một vị khách quen thuộc của giải U23 châu Á, thế nhưng U23 UAE lại không thể vượt qua vòng loại vòng chung kết U23 châu Á 2018 cách đây 2 năm. Vậy nên các cầu thủ đến từ Tây Á đang khát khao thành tích hơn bao giờ hết tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ở chiến dịch vòng loại, các cầu thủ U23 UAE nhanh chóng thể hiện khát khao đó khi thi đấu thành công tại bảng D được tổ chức vào đầu năm nay. Cùng với U23 Ả Rập Xê Út, U23 UAE thống trị bảng đấu với kết quả 2 thắng 1 hòa. Nhờ hơn U23 Ả Rập Xê Út chỉ một bàn thắng, những cầu thủ trẻ áo trắng đã hiên ngang đi tiếp với vị thế đứng đầu bảng, thắng U23 Liban U23 Mandiver và hòa U23 Ả Rập Xê Út. Thành tích đối đầu với U23 Việt Nam Trong hai lần U23 UAE đối đầu với U23 Việt Nam, họ đều gặp rất nhiều khó khăn. Ở trận gặp U23 Việt Nam dưới thời luyện viên Miura tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, U23 UAE đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Trận đấu đó, dù thắng trận, thuyền trưởng của U23 UAE là huấn luyện viên Marc Cosa đã phải thốt lên rằng Việt Nam không phải dạng vừa, họ đã thế này thực sự là trên chân chúng ta. Còn ở lần đối đầu gần nhất tại ASEAN 2018, U23 UAE cũng chơi thực dụng. Họ đá phòng thủ khu vực và chờ đợi những sơ hở từ U23 Việt Nam. Kết quả ai cũng thấy, U23 Việt Nam chơi không hề thua kém U23 UAE trong suốt 120 phút của trận đấu. Chỉ có thần may mắn mới có thể giúp thầy chó luyện viên Maxeco ra thắng trận trên chấm luân lưu. U23 UAE chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Nhưng khách quan mà nói U23 Việt Nam bây giờ không ngán U23 UAE, chúng ta chưa bao giờ chơi với tinh thần của cửa dưới trước đội bóng vùng vịnh. Với điểm tựa là hai màn thể hiện xuất sắc trước đó cùng vị thế của mình là á quân của giải đấu, U23 Việt Nam có quyền tự tin vào một kết quả có lợi ở màn so tài sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.